Video này được tài trợ bởi đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Fullen G90S chính là dòng chuột mà hôm nay đại lý phụ kiện xin gửi tới đến các bạn. G90 là dòng chuột game bất tử, có hỗ trợ độ phân giải quang học DPI lên đến 3500 với 4 mức tùy chỉnh. Sản phẩm hỗ trợ LED 7 màu và chuyên dụng cho người dùng tay phải với hai nút phím backward và forward cho người tay phải thuận tiện. Công nghệ nút kích nam châm chính là công nghệ hiện đại hiện nay tạo nên chuột bất tử Fullen G90, có thể chịu được hàng trăm triệu lượt click. Và hãy đến với đại lý phụ kiện để trải nghiệm sản phẩm nhé. Hãy like, share nếu bạn thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.